chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thái Lạng Sơn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn cũng rất là ngon khi các bạn nào đến với Lạng Sơn, các bạn cũng không thể bỏ qua, đó là cái món bánh giò các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một trong những quán rất là nổi tiếng về món bánh giò ở thành phố Lạng Sơn. Bây giờ hiện tại bây giờ Thái đang có mặt ở thôn Mai Thành, xã Mai Pha các bạn nhé. Tại bây giờ mình đang có mặt ở quán bánh giò ở khu vực dưới Mai Pha. Có địa chỉ như các bạn nhìn thấy đó là 563 ở Mai Thành, Mai Pha nhé. Bây giờ mình mời các bạn mình vào phía trong để cũng như thưởng thức một suất bánh giò và xem cách quán làm nên một chiếc bánh giò như thế nào nhé. Đây các bạn nha, đây là không gian ở phía trong chị đang làm bánh. Đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây là những cái bánh chị đã gói xong hết rồi. Đây là như là mình nhìn thấy, đây là chị sẽ gói bằng lá chuối này. Đấy, ở đây là nhà, cái bột này thì làm như thế nào chị, cho em hỏi một chút được không ạ? Thì xay ra. Tức là gạo. Gạo này là phải dùng gạo gì hả chị? Gạo bao thai. Gạo bao thai thì mới đảm bảo đúng không? Xay xay thành bột nước ấy đúng không ạ? Sau đó là mình phải quấy kiểu dạng như quấy hồ ấy đúng không? Đúng không ạ? Để cho nó sánh vào như này đúng không ạ? Đấy, còn nhân thì như mình nhìn thấy đây là có phải là có thịt này, xong rồi có mồng nhĩ này với hành đúng không, hành khô đúng không? Đây, bình thường là một ngày là chị bán được mấy nồi to như này hả chị? 3-4 nồi đúng không ạ? Cũng nhiều đấy các bạn nhé. Làm xong như này xong tí nữa còn phải đem đi hấp đúng không ạ chị? Nghề này mình làm lâu chưa chị? 28 năm. Và cũng lâu rồi đấy nhỉ? Truyền qua gọi là hai đời rồi đúng không? Đây các bạn nhé, sau khi làm xong thì bây giờ chị sẽ cho vào trong một cái tủ hấp công nghiệp. Đấy, rất là đảm bảo. Cái này thì hấp như mình được biết, chị dù chị bảo với mình là hấp khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ thì sẽ mới xong được cái bánh giò này. Như mình nhìn thấy đây là chị đã dùng bằng cái tủ hấp công nghiệp, nó rất là đảm bảo luôn. Thì chúng ta có thể mở ra xem một chút nhé. Hình như là bây giờ nó đã chín rồi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Như này mỗi lần hấp này thì khoảng tầm bao lâu hả chị? Hơn 1 tiếng đồng hồ các bạn nhá. Cái bánh giò nó mới chín được, thấy không? Có rất là nhiều giàn luôn, thấy không? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Xong không hết thì là chị sẽ xếp hết vào trong cái thùng dưới nhiệt kia để cho đảm bảo cho bánh vẫn luôn luôn nóng khi khách hàng đến mua và thưởng thức. Thì một ngày chị bán được khoảng tầm đến mấy trăm cái không chị? Khoảng đấy. Bây giờ một cái bánh giò này mình bán bao nhiêu tiền hả chị? 7.000 ạ. 7.000 một cái bánh giò các bạn nhá. Đấy các bạn nhá, ngoài bánh giò ở đây thì bà còn bán thêm những cái món, ví dụ như là buổi sáng. Cái này chị bà chỉ bán buổi sáng thôi đúng không ạ? Bán buổi sáng thôi. Đây là món cổng trao với thêm đó là bánh rán đúng không ạ? Bánh rán này là bà làm bánh rán đường hay là bánh rán? Bánh rán đường đúng không ạ? Bên trong là có nhân đỗ đúng không ạ? Nhân đỗ xanh. Nhân đỗ xanh cũng là đường rồi. Vâng. Tức là bà trộn đường với đỗ ấy đúng không ạ? Lấy về tạo, xúc tạo và tạo với. Các bạn nhìn thấy không? Đây là những cái chiếc bánh rán bà đã làm xong hết rồi. Đây này, nhìn thấy không? Cũng khá là vàng, nhìn bên ngoài khá là vàng đẹp mắt đấy. Đây, khách mua hàng ở đây cũng khá là đông các bạn ạ. Các chủ yếu là các cô. Trong thời gian rất là nóng mùi luôn. Đây, mỗi cái bánh này thì chị sẽ phải cho nước giấm này vào cùng để ăn cùng cái bánh giò ấy. Nhưng mà ở trên này thì mọi người hay thường gọi đây là cái bánh tẻ. Có bánh kia không? Có. Gọi bánh giò cũng được, bánh tẻ cũng được hả chị? Vâng. Trên gọi bánh cốc. Với bốn này nữa. Bốn
đã quay cho các bạn xem cách làm bánh giò rồi, bây giờ mình phải thưởng thức một cái xem như thế nào nhá. Quán bánh giò ở đây thì như mình được biết là một trong những quán bánh giò khá là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Hôm nay mình đưa các bạn đi trải nghiệm. Đây, cái bánh giò chưa? Đấy, nhìn rất là ngon, nóng hổi. Như này là được rồi đúng không chị? Đúng rồi. Cho em một cái bánh rán để thưởng thức nốt các bạn nhé. Như chị thì chắc là chị cắt ra cho em, cắt làm bốn cho em. Đây bánh giò với bánh rán. Ở đây chị còn có thêm cả cái bánh gọi là cổng trao nhưng mà hình như là bây giờ hết rồi. Hết rồi, bánh đấy hết rồi. Áp trao. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái món bánh giò ở trên Lạng Sơn. Hay người Lạng Sơn vẫn hay thường gọi đó với một cái tên nó quen thuộc, đó là cái bánh tẻ, tức là làm từ cái gạo tẻ thì gọi là bánh tẻ các bạn nhé. Đây là bánh giò sẽ làm từ cái gạo bao thai, một trong những gạo rất là nổi tiếng ở trên Thất Khê. Bên cạnh đây là cái bánh rán các bạn ơi, cái bánh rán đường. Bên trong các bạn nhìn thấy đó là nhân đỗ đây. Các bạn có thể nhìn thấy cho mình đây là những cái thứ có thể ăn kèm với bánh giò. Cái nước không thể thiếu được đó là giấm các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây gọi là giấm đường. Còn ở đây có thêm là xì dầu này, tương ớt này. Ai có nhu cầu ăn gì thì có thể là tự cho. Đây thì mình sẽ phải cho một chút giấm vào các bạn nhé. Ăn bánh giò trên Lạng Sơn thường hay cho giấm. Sau đó mình sẽ cho một chút xì dầu. Đây tương ớt chị tự làm. Đây các bạn nhìn thấy không? Nhìn rất là ngon. Đây bên trong nhân bánh giò đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thịt băm này, mồng nhĩ này với cả hành. Đây các bạn nhìn thấy không? Nhìn rất là ngon. Rồi, mời các bạn nhá. Phải nói thật sự là cái bột ấy, cái bên ngoài của cái bánh giò nó rất là mềm luôn. Cho vào trong mồm gần như nó tan ra trong miệng luôn. Và cái nhân ở phía trong các bạn, nhân ở phía trong chị làm cũng rất là ngon, rất là vừa mồm ăn. Và đặc biệt mình rất là thích cái giấm này các bạn. Cái giấm này nó làm cho vào cái bánh giò, nó làm tăng cái vị ngon cho cái bánh giò rất là nhiều. Đây là cái bánh rán. Bánh rán thì bên trong sẽ là nhân đồ xanh và có chút đường nữa. Cái lớp bột ở phía bên ngoài ấy, bà trao trên cái chảo dầu ấy, ăn nó vẫn còn giữ được cái vị giòn các bạn nhá. Khi mà chúng ta cắn vào phía bên trong ấy thì nó vẫn có được cái độ mềm ở bên trong. Và cái nhân đậu xanh với đường vào ấy, kết hợp với nhau ấy rất là vừa phải. Mình thấy bánh giò ở đây ăn rất là ngon các bạn nhá. Cái bột ở bên ngoài rất là mềm, cho vào trong mồm nó cảm thấy nó tan ra trong miệng luôn. Cái nhân ở phía trong thì ăn nó rất là ngọt và rất là thơm mùi hành nhá. Nếu và đặc biệt thêm một thứ đó là cái nước giấm các bạn ơi. Cái nước giấm ở đây chị pha nó rất là vừa phải luôn, nó không quá là ngọt cũng không quá là chua. Hai thứ kết hợp rất là vừa phải nên là kết hợp với ăn bánh giò nó ngon hơn rất là nhiều. Thôi thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn nào chưa từng thưởng thức thì các bạn hãy nhanh chân đến quán của chị để thưởng thức một lần nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.